Vâng, xin chào tất cả các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2023. Em là chủ kênh Lan Rừng Cường Hiền lại lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Lan Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống, có những đơn hàng giá siêu rẻ các bác nhé. Chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu hồng yên thủy các bác nhé, một chậu hồng yên thủy. Chậu này thì đang nụ, các bác về ngắm hoa năm nay luôn. Đấy, những cái chậu yên thủy này thì năm nay không phải bảo hành nữa các bác nhé. Rất là đẹp, mầm gốc đây, mầm gốc rất là khỏe luôn các bác nhé. Cái thân hoa này thì 2-4 nó tầm khoảng 55 cm các bác nhé, tầm 55 cm, đang nụ. Đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 1. Và đây là khuôn bông của bông hồng yên thủy các bác nhé, một bông hồng rất là đẹp luôn, một bông hồng quốc dân. Rất là sai hoa và rất là dễ hoa luôn ạ. Em chuyển qua đơn hàng số 2, đơn hàng số 2 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng yên thủy các bác nhé. Chậu này một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, thân hoa này thì rất là dài luôn ạ. Rất là dài và rất là nhiều nụ luôn các bác nhé. Đấy ạ, rất là nhiều nụ. Đấy, các bác sưu tầm về ngắm hoa năm nay luôn. Những chậu này thì không cần phải bảo hành nữa. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng yên thủy các bác nhé. Chậu này một mầm gốc và một thân hoa. Đấy ạ, một thân hoa và một mầm gốc rất là đẹp. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng yên thủy. Chậu này mầm gốc siêu đẹp luôn này các bác này. Siêu khỏe, đi ngọn. Rất là khỏe. Chậu này thì như mầm gốc này cuối năm thì vẫn cứ hàng mét luôn các bác nhé. Chậu này và một thân hoa. Đây ạ, thân hoa đang nụ đây. Những cái chậu này là về các bác ngắm hoa năm nay luôn, không lo phải bảo hành. Đơn hàng số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 4 hồng yên thủy. Và hết đơn hàng số 4 này là hết hồng yên thủy. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng phủ trì các bác nhá. Cái này thì có một chậu duy nhất. Chậu này thì một mầm gốc, đây ạ, mầm gốc này cực kỳ là to đẹp luôn. Và cái dòng phủ trì này thì nó là dòng thân thủ luôn các bác nhá, thân thủ và rất là sai hoa. Đây ạ, thân mẹ đây. Mắt nào cũng ra hoa. Đấy, ra tầm 15 mắt hoa rồi các bác nhá, 15 mắt hoa. Đấy, hoa của nó đây. Hoa nụ hoa này cực kỳ là to luôn. Cái dòng này rất là sai hoa luôn các bác nhá. Cái này thì em có một chậu duy nhất chia sẻ tới tất cả các bác cô chú anh chị về ngắm hoa năm nay luôn. Đấy, mầm gốc này. Mầm gốc như lá mít luôn. Đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 5. Cái thân hoa này thì tầm 80 cm các bác nhá. Đấy, thân hoa này rất là dài luôn. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng phủ trì, một dòng 5 cánh trắng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là sai hoa luôn, phải gọi là cực kỳ sai hoa. Và cái này thì năm ngoái rất là ít bác có giống. Đấy, các bác theo dõi thì biết là em mới bán 2 hoặc là 3 phiên thôi. Mỗi phiên chỉ được vài kỳ thôi các bác nhé. Rất là sai hoa và rất là đẹp luôn. Đấy, 5 cánh trắng phủ trì. Bác nào chưa có giống thì có thể sưu tầm chậu này về ngắm hoa năm nay. Nhân kỳ làm giống luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết các bác nhé. Chậu này thì là mầm gốc 52. Đấy, rất là đẹp luôn và rất là khỏe. Đơn hàng số 6 này em chia sẻ cho các bác với giá là 360.000 đồng cho đơn hàng số 6. Vậy mời các bác ngắm khuôn bông của bông 5 cánh trắng bạch tuyết, một dòng 5 cánh trắng rất là đẹp luôn các bác nhé. Một dòng 5 cánh trắng cao cấp luôn đấy ạ. Bác nào chưa có giống thì các bác nhanh tay sưu tầm. Hôm nay rất là nhiều size mini các bác nhé, size mini rất là hợp túi tiền cho các bác. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này mầm gốc 52 các bác nhé. Mầm gốc rất là đẹp và rất là khỏe. Đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. 5 cánh trắng bạch tuyết các bác nhé. Đang đi ngọn này, đang đi ngọn rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Và hết đơn hàng số 8 này là hết 5 cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu hồng xòe xanh các bác nhé. Hồng xòe xanh. Chậu này thì hai mầm gốc. Các bác có thể sưu tầm về làm chậu nái. Đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng xòe. Chậu này mầm gốc 52 các bác nhé. Rất là đẹp, kỳ khắt khúc.
Đơn hàng số 10 này, em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 10. Và em mời các bác ngắm khuôn bông của bông hồng xòe. Một bông hồng rất là đẹp luôn, hồng phấn luôn các bác nhé. Để bác nào chưa có giống thì các bác có thể nhanh tay sưu tầm. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đấy, chỉ có 100.000 và hơn 100.000 là các bác được một chậu xòe thôi. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Á Hậu các bác nhé. Hồng Á Hậu, một dòng hồng cao cấp. Và cái dòng này thì thân nó rất là to và rất là sai hoa. Đơn hàng số 11 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Mầm gốc rất là đẹp luôn các bác nhé, mầm gốc 52. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay nó là một chậu hồng Á Hậu. Chậu này thì mầm gốc rất là đẹp luôn các bác nhé, rất là đẹp. Đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng các bác nhé. 180.000, chậu hồng Á Hậu 52 rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc và hai thân hoa. Hai thân này thì em thấy mắt đang sưng rồi, chưa biết ra kia ra hoa nhưng mắt đang sưng rồi. Hai thân hoa này các bác nhá. Hai mầm gốc rất là khỏe đẹp. Đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 13. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng HO. Chậu này một mầm gốc và một thân hoa các bác nhá. Đấy, một thân hoa xuống lá gần hết đấy rồi. Cái này mắt thì trên này mắt này cũng đang sưng hay sao ạ? Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 14. Và đây là khuôn bông của bông 5 cánh trắng HO các bác nhá. Rất là sai hoa và rất là đẹp luôn. Cái dòng HO này thì nó cũng như là dòng phủ trì, dòng Á Hậu các bác nhá. Nó thân to như thân cây mía luôn và dòng này là dòng lá nhựa. Đấy, cực kỳ là sai hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay đó là hai chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhá, hai chậu 3 mầm gốc, siêu khỏe đẹp luôn. Và cái chậu này thì đây, mắt này nhú hoa rồi các bác nhá. Về các bác ngắm hoa năm nay. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 13. Đấy, về các bác ngắm hoa luôn, chậu này là ngắm hoa đang ra hoa rồi. Ba mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì trồng vào chậu gỗ rồi, về các bác sẵn chơi. Chậu này thì ba mầm gốc các bác nhá, ba mầm gốc, lại còn thân già của nó thì đang ra kỳ. Ba mầm gốc rất là khỏe. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Chậu này về làm chậu nái, sang năm các bác ngắm hoa siêu đẹp luôn. Đơn hàng số 16, nguyên mua cái chậu gỗ này mất mấy chục rồi các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này cũng hai mầm gốc các bác nhé, hai mầm gốc. Đây ạ, cái mầm này bán lá mít luôn. Cực kỳ là to, khỏe đẹp, lá lỗi luôn các bác nhé. Mầm gốc cực kỳ là to. Đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay, một chậu nái 5 cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 3 mầm gốc các bác nhé, 3 mầm gốc. Rất khỏe và rất là đẹp luôn. Đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 18. Cái này thì trồng chậu gỗ thôi nhé, về các bác sẵn treo. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là 3 chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. 3 chậu, 3 chậu này, mầm gốc siêu đẹp luôn. Đấy, phiên bản lá mít đồ rất là tròn. Lá lỗi này, đấy, mầm gốc này rất là khỏe. Mầm gốc này các bác này, quá là đẹp luôn, ba cái mầm gốc này. Ba cái chậu này các bác về ghép vào một cái chậu gỗ tầm size khoảng 40 là rất là đẹp luôn. Đấy, thân già của nó đây nhá, thân già đang ra kỳ các bác nhá. Đấy, đấy, rất là nhiều kỳ luôn. Đang nhú luôn nữa. Ba cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 này là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ và một chậu 5 cánh trắng HO. Cái chậu HO này thì nó vẫn còn rất là nhiều kỳ trên thân nhỉ các bác nhá. Về các bác cắt xuống là cái này các bác được một chậu rồi. Và chậu này thì là chậu Phú Thọ các bác nhá. Chậu Phú Thọ đang lá lỗi này, rất là đẹp mầm gốc này. Đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 20. Và em xin giới thiệu tới tất cả các bác cô chú anh chị mình một cái dòng phân hữu cơ mà bên nhà em tự sản xuất. Nguyên liệu chính thì sản xuất là phân trâu, phân bò, phân chuồn quế, bã cá ủ, đậu tương và các dưỡng chất organic. Cái phân hữu cơ này thì các bác có thể dùng để bón cho hoa lan,
cho hoa giấy, cho hoa hồng, cây cảnh, cây bonsai, rau củ quả. Và cái phân này thì nó là dạng viên nén các bác nhé. Nó là dạng viên nén, không mùi, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người và không ảnh hưởng tới môi trường. Và cái phân này thì nó là phân hữu cơ, nên là cái viên phân của nó đây các bác nhé, rất là xù xì luôn ạ. Cái viên phân của nó đây, rất là xù xì. Nó không mịn các bác nhé, không mịn. Và cái phân này thì nó không tan bở vỡ trong nước, nó sẽ tan chậm, tan từ từ, thẩm thấu dần dần. Trong quá trình các bác tưới nước cho cây thì nó sẽ hấp thụ dần các dưỡng chất ở trong phân để nó nuôi dưỡng cây, giúp cây phát triển tốt nhất. Và công dụng của cái phân này thì là nó thúc đẩy sự phát triển của mầm gốc, tăng hoa đậu quả và cho những bông hoa to. Và một bao phân như thế này thì sẽ là 5kg, em chia sẻ tới tất cả các bác, cô chú, anh chị mình với giá là 130.000 đồng, miễn phí ship toàn quốc. 130.000 là các bác không cần phải trả phí ship các bác nhé. Và cái phân này thì bên nhà em cam kết là sẽ các bác sẽ thấy hiệu quả ngay sau 2 tuần sử dụng. Nếu sau 2 tuần sử dụng mà các bác dùng mà không thấy hiệu quả thì các bác có thể trả lại cho em. Đấy, cái viên phân bên nhà em đây nhé. Và qua rất là nhiều công đoạn thì mới ra được cái thành phẩm như thế này các bác nhé. Đây, bây giờ em sẽ quay cho các bác xem nguyên liệu và quá trình bên nhà em sẽ sản xuất cái phân này cho các bác yên tâm. Và đây là chùn quế nhá, cái phân chùn quế của bên nhà em này. Cái phân bên nhà em thì nó là phân tổng hợp các bác nhá. Nó bao gồm rất là nhiều loại là phân trâu, phân bò, phân chùn quế, bã cá, đậu tương. Và qua một cái bước đó là bước ủ các bác nhá, cho vôi bột vào để ủ để diệt nấm mốc, bọ và côn trùng. Đây các bác nhá. Đấy, qua một cái quy trình ủ như thế này phải ủ đủ ngày thì bên nhà em mới sản xuất. Đấy, tất cả các nguyên liệu đều được trộn đều, sau đó là ủ vôi bột. Đây các bác nhá. Đấy, qua cái quá trình ép viên như thế này thì ra được những cái viên phân như này các bác nhá. Đấy. Và cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các video tiếp theo.